Bây giờ cái chảo cuộn heo khìa nước dừa của mình cũng đã được rồi nha mọi người. Hấp dẫn chưa? Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến kênh ẩm thực Kim Hằng nha. Đến với kênh của mình á, mọi người thương mình, mọi người đăng ký kênh nè, nhấn chuông nè, like nè, ủng hộ mình nha, để mình có cái động lực ra những cái video khác hay hơn nha mọi người. Thì hôm nay á, mình sẽ làm một món ăn chay. Mọi người muốn biết món gì thì mọi người cùng mình vào bếp nha. Let's go. Thì nguyên liệu của mình gồm có nè, đây là ruột heo hay còn gọi là mì căng á mọi người, đây là dừa, đây là hành tím và đây là rau. Thì hôm nay mình sẽ khìa ruột heo chay ăn với rau sống nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng thực hiện nha. Dầu nóng rồi nha, mình sẽ cho hành tím vào phi nha. Cái nó thơm. Bây giờ mình sẽ cho ruột heo vào nha. Làm cho nó thơm rồi mình hả, bỏ nước dừa vào. Bây giờ mình sẽ cho nước dừa vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ngũ vị hương nè. Cho miếng nước màu. Bột ngọt với hạt nêm luôn. Cho một xíu đường. Ngọt ngọt nó mới ngon mọi người, khìa ngọt ngọt mới ngon. Dặn miếng muối luôn. Bây giờ mình sẽ trộn đều cho gia vị nó ngấm vào đây. Giờ chị mình khìa lửa riu riu nó cạn nước là được. Bây giờ cái chảo ruột heo khìa nước dừa của mình cũng đã sành sạch cho nên mọi người, được rồi nha. Hấp dẫn chưa? Mình sẽ xắt ruột heo ra nha. Wow, nóng quá. Mình cũng hấp dẫn quá nè mọi người. Đồ chai mình nhìn giống như thật chứ. Quá chừng ngon luôn. Còn nóng nè. Bây giờ mình cho vào cái dĩa rau mình đã chuẩn bị sẵn rồi nha. Ồ, nhìn hấp dẫn quá nè mọi người. Nãy giờ lui cui chuẩn bị cái món ruột heo chay khìa nước dừa của mình cũng đã xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người ăn cơm chung với mình nha. Cái món ruột heo chay khìa nước dừa của mình cũng đã xong rồi nè mọi người. Mình mời mọi người cùng ăn chung nha. Nhìn cũng hấp dẫn quá nè. Bây giờ cái món này mình sẽ chấm với nước tương nha. Nước tương ớt. Giờ mời mọi người cùng ăn nha. Ngon quá. Cái này mình sẽ ăn là xoài chua. Ngon. Nó vừa ăn mọi người. Cái mì căng này nè, ấy cái ruột heo này nè, mình thì kiểu mình bỏ nước dừa, bỏ đường hơi dừa dừa ngọt ngọt á, ngon. Nó lại miệng ngon. Có thêm ngũ vị hương nữa không? Ăn thêm miếng rau coi. Bỏ vô thêm miếng cà chua. Dạ. Rồi cuốn lại đây nha. Chấm nước tương. Ngon. Ngon mọi người. Gió quá chừng gió luôn. Qua Tết thì gió quá.
Ngon mọi người. Lạ miệng. Nó miếng thịt chua. Không biết nói gì. Không biết nói gì nữa. Mình thích ăn lạc á, mà rau gém ăn này rất ngon. Tháng thì cho mọi người. Người ta ăn lạc người ta mua đậu hũ, mua ruột heo, còn mua chả chả chay á. Bán không kịp luôn á. Còn cái ruột heo chay này mượn 30 ngàn, với 10 ngàn rau, 5 ngàn sợi lách, 5 ngàn rau, còn cà chua thì trong tủ lạnh còn. Bữa ăn hôm nay của mình là 40 ngàn, dự bán cái dừa. Ngon, nó đơn giản nhưng mà nó rất là ngon. Mình khề lắm, mình cho ngủ với hương thì thơm. Nó quá trùng đó luôn. Tháng vợ lá nó rụng đầy hết trơn á, mới quét xong rồi ăn quét rụng nữa. Giống cay thơm mọi người. Dễ như vậy chứ úp lại có một cái chén, có một cơm mà không có nhiều, ngực không có dễ đâu, nó rộng. Chấm nước tương ngon ớt. Ê mọi người, đây là cái vườn rau của mình nè. Nó nở xíu à, nó có chút hơn. Còn bên đây á, dừa không à, với chuối. Thành thử ra mình không có trồng được, mình trồng có một cái khoảnh khu vực nhỏ nè. Mình tính để bữa nữa mình nói ba chồng mình đốn mấy cây chuối sao mọi người. Cái mình làm cho nó rộng ra, cho ánh sáng nó chiếu vào á, thì mình sẽ trồng rau nó tốt hơn. Tại vì mình có ươm cải á mọi người, nhiều lắm luôn. Nhưng mà giờ cái chỗ khoảng trống này á, nó hẹp quá, nó không có đủ ánh sáng. Chắc vài bữa nữa mình nói ba mình đốn mấy cây chuối thôi ra. Còn thôi luôn rồi nè mọi người. Đây nè, đây là cái cây dừa sáp nè. Mới có trái lần đầu tiên chưa có hái nữa. Trái xài ghê luôn. Ở thứ mình á là sống như người dừa rồi xong á có trồng thêm dừa sáp á mọi người, để tăng thêm thu nhập á. Mùa này dừa khô rẻ, thành thử ra dừa sáp cũng rẻ nữa, không có giá như mỗi năm. Mỗi năm dừa sáp có giá, năm nay dừa sáp rẻ.
mình bẻ được chừng một chục trái dừa sáp ha, là gần Tết năm nào cũng vậy mình nhớ ha, là gần bẻ được một chục trái dừa sáp gặt kẹo ha, là mình khỏi túm tiền nhà mua đồ ăn, mọi người có thể mua đủ tiền đồ ăn Tết luôn á. Nhưng mà năm nay thất thu mọi người, dừa hờn cũng rẻ mà dừa sáp cũng rẻ. Ngon. Thử cái muỗng này giờ không ấy. Cho miếng cho. Gấp. Ngon. Lạ miệng. Ăn đã rồi. Mình cũng ăn xong cái dĩa cơm mọi người. Đến đây mình cũng xin kết thúc cái video cuộc heo chai khịa nước dừa nha mọi người. Mình xin hẹn gặp. Và đến đây mình cũng xin kết thúc cái video ruột heo chai khịa nước dừa. Nếu mà mọi người yêu mến mình á thì mọi người đăng ký kênh, nhấn chuông like ủng hộ mình nha. Vậy bây giờ bye bye và hẹn gặp lại mọi người.